Review một cái trái Sabo Mexico sau khi Hoàng Anh đã để trong tủ lạnh tầm khoảng một tuần thưa quý bà con. Sabo Mexico hay bất kỳ mọi trái cây gì đó nhưng chúng ta để trong tủ lạnh thì điều nó dẫn tới cái việc là cái thịt của nó sẽ bị thay đổi do nó bị lạnh đó, nó bị làm lạnh và nước nó sẽ vào phía bên trong. Thì là cái thằng Sabo Mexico này bà con thấy là thứ nhất là bên ngoài nó không có cám, nó rất là sạch cám. Thứ hai là ăn vô cái cơm của nó khá là dày chặt dẻ. Vì thế bây giờ mình ta thử thách cái thằng Sabo Mexico này trong tủ lạnh 7 ngày rồi, mình chẻ nó ra coi nó còn chặt còn dẻ nữa hay không yêu quý bà con nha. Rồi, đây là cái trái Sabo Mexico. Thường thường Hoàng Anh chẻ Sabo Mexico là chúng ta sẽ xẻ theo múi, đúng không? Đó. Bà con thấy nha. Đây. Đây. Đó, bà con thấy dĩ nhiên là cái sao à, về màu sắc là nó sẽ không còn màu cánh gián tươi giống như bình thường. Nhưng mà về cái độ dạ, độ co giãn của nó, cái độ gọi là sao ha, cái độ gọi là dày chặt của nó thì Sabo Mexico vẫn còn đang rất là ok. Rồi mình ăn thử nha, cái hộp đen tuyền đó chính là Sabo Mexico rồi, còn gì nữa. Rồi khi mình ăn thử thì mình sẽ gọt cái vỏ mỏng của bạn ấy ra và mình ăn coi nó còn mềm mềm sực sực giống như hôm bữa không nha, cái độ ngọt nó còn duy trì nữa hay không. Nếu là Sabo lòng mứt bỏ vào trong tủ lạnh đem ra ăn như thế này nó sẽ bị chảy nước, nhưng riêng đối với Sabo Mexico thì bà con chúng ta thấy là nó vẫn còn có độ dẻo dai. Vẫn rất dẻo bà con nha. Gọi là nó không bị tác động nhiều bởi dĩ nhiên là cái hương vị của nó sẽ không còn cái mùi thơm đặc trưng của thằng Sabo Mexico khi chúng ta ăn tươi nữa. Nhưng khi bà con chúng ta trữ trong lạnh thì và đem ra ăn vẫn ngọt nè. À, vẫn mềm mịn nè, vẫn ngon nè. Rồi thêm nữa sau đó bà con, đó là nó vẫn rất là xứng đáng để chúng ta có thể ăn một cái trái Sabo Mexico. Và cái trái Sabo Mexico này hôm bữa trong video Hoàng Anh có chia sẻ là nó cái giá Hoàng Anh mua là 130.000 ký. Và một cái trái Sabo Mexico này nó sẽ nặng tầm khoảng 300 mấy chục gram tới 400 gram, tức là khoảng 3 trái là 1 ký thôi quý bà con. Và ăn sẽ ăn rất là ngon như thế này, bà con thấy nè. Cực kỳ ngon nè. Cực kỳ ngon. Đó, da nó không hề có cám, màu của nó không có còn tươi giống như mình ăn tươi nữa, nhưng mà cũng chia rất là cứng. Và khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ thấy nó còn cái độ giòn, nó còn cái độ sực, nó không bị nhũn, nó không bị chảy nước, nó không bị mất đi độ ngọt. Và cái quan trọng nhất là cái thằng này á, là nó được bảo quản trong tủ lạnh rất là lâu. Mà con nào mà ăn ta ăn chưa có hết á, ăn dần dần thì bỏ vô tủ lạnh thì xả ra ăn nó vẫn sẽ ngon được tầm khoảng 80% so với bình thường. Chứ cái hàng trái cây mà bỏ vô tủ lạnh mà còn ăn được 100% ngon như bình thường thì anh chỉ thấy có vú sữa Timica, mít ruột đỏ, là hai cái loại đó là thằng anh thấy rất là ngon khi bỏ vô, bỏ hơi làm lạnh, mà làm lạnh tầm khoảng đó là 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thôi làm mát á. Chứ bà con chúng ta đừng để 2-3 ngày thôi thì dĩ nhiên là cái trái cây nào bỏ vô tủ lạnh thì nó cũng sẽ giảm đi cái chất lượng của nó chút xíu. Nhưng riêng đối với Sabo Mexico thì anh thấy là nó vẫn dẻ, chặt, cứng, cáp. Rồi rợn ăn cũng thấy rất là ngon. Và cái cảm quan của Hoàng Anh khi ăn cái loại này là nó vẫn rất là ngọt, giống như là cái sở thích của rất là nhiều người là sợ bỏ vô tủ lạnh nó bớt ngọt, nhưng mà Sabo Mexico bỏ vô thì cũng rất là ngọt. Hiện tại bây giờ trong vườn của Hoàng Anh có Sabo Mexico là một số cây đang trái, và vẫn sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta với giá của cây Sabo giống thôi, tại vì Sabo Mexico khá là dễ ra trái. Nên quý bà con nào mà đang thích Tết này, chúng ta có những cái trái Sabo Mexico ở trên cây trong nhà của mình lủng lẳng cho nó vui, cho nó dễ thương, thì bà con chúng ta có thể làm sao ạ? Có thể là tậu ngay một cái cây Sabo Mexico về trồng. Sabo Mexico bà con chúng ta có thể trồng ở dưới đất, hoặc bà con chúng ta có thể trồng trong chậu, trồng trong thùng xốp và trong thùng bê đều rất là ok. Và đây cũng sẽ là một trong những cái loại cây tạo cái điểm nhấn, tạo cái điểm thú vị cho khu vườn của mình, và cũng là một cái loại cây có giá trị kinh tế rất là cao. Hoàng Anh thường đến với Sabo Mexico trong vai trò của một người tư vấn về mặt kinh tế, vì Sabo Mexico nó vừa có trái size, vừa có cho trái quanh năm, và vừa đồng thời lại là sao ạ? Vừa đồng thời lại có cái gì nữa bà con?
Dừa có trái sớm, cho trái quanh năm, giá trị kinh tế cao và năng suất rất là cao. Số lượng trái của nó cứ một cây đọt vậy là nó sẽ ra một chùm bông. Đọt một trái tới hai trái là tùy theo cái sức của cây, cũng tùy theo cái cách chăm sóc của quý bà con chúng ta. Anh quý bà con chúng ta có thể là chọn cây Sabo Mexico làm cây kinh tế cao, hoặc là chọn cây Sabo Mexico để làm cái gì ạ? Để làm một cái cây sinh thái trong vườn của mình đều rất là ok nha quý bà con nhé. Còn Sabo Mexico khi mà review, sau khi bỏ vô tủ lạnh thì anh thấy giờ ăn vô nó vẫn rất chi là đạt so với bình thường, nên bà con chúng ta vô tư thoải mái đối với cái loại trái cây này nha. Cảm ơn quý bà con chúng ta và hẹn gặp lại.